Ngăn ngừa bệnh ung thư da trong mùa hè này nhờ bổ sung thường xuyên những loại thực phẩm sau. Khi bạn để da tiếp xúc thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời thì làn da sẽ phải chịu sự tác động lớn của tia UV, từ đó là nguyên nhân gây ra các bệnh viêm nhiễm da bao gồm cả ung thư da. Do đó, để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư da trong mùa hè này thì bạn nên bổ sung ngay một số loại thực phẩm sau trong chế độ ăn hàng ngày nhé. Cà rốt. Lượng vitamin C có trong cà rốt đã giúp hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể, giúp duy trì tính đàn hồi của da, nó giúp ức chế sự xuất hiện nếp nhăn và ngăn chặn quá trình lão hóa. Ngoài ra, cà rốt có chứa nhiều vitamin A, beta-carotene, tiền tố của vitamin A, vừa có lutein, một chất chống ung thư cực mạnh, từ đó giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ung thư da hiệu quả, đồng thời sẽ giúp bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời. Cá hồi. Nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn uống giàu axit béo omega 3 có thể giúp chống lại các tác hại của bức xạ tia cực tím trên da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp. Bên cạnh đó, cá hồi lại là thực phẩm giàu vitamin D giúp ngăn ngừa sự phát triển của các mạch máu nuôi dưỡng khối u, đồng thời còn ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và tiền ung thư. Bông cải xanh. Bông cải xanh hay những loại rau có màu xanh đều là những thực phẩm tuyệt vời chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do cùng những vấn đề về lão hóa da. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thực phẩm dạng sợi có thể bảo vệ da khỏi ung thư, đồng thời ức chế quá trình tăng trưởng của các tế bào xấu. Đồng thời, khi ăn bông cải xanh, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra isothiocyanate, ETC, một hợp chất chống ung thư mạnh. Đặc biệt, ETC còn giúp đào thải độc tố chứa các tác nhân gây ung thư ra ngoài, từ đó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa khối u phát triển trong cơ thể. Cà chua. Ngoài các lợi ích sức khỏe như tăng cường khả năng miễn dịch, điều trị chứng khó tiêu, cà chua cũng có khả năng ngăn ngừa ung thư da hiệu quả. Các hợp chất lycopene và phytosemico có trong cà chua có thể giúp ngăn chặn bức xạ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời không bị hấp thụ vào da, từ đó ngăn ngừa ung thư da. Hãy nhớ bổ sung cà chua trong bữa ăn hàng ngày để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư da bạn nhé. Trà xanh. Trà xanh giúp ngăn chặn thiệt hại DNA trong cơ thể, thúc đẩy việc sửa chữa và tái tạo lại các tế bào da bị ảnh hưởng do ánh nắng mùa hè. Ngoài ra, trà xanh có chứa catechin nên cũng giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, đồng thời còn ngăn chặn các đột biến tế bào góp phần vào sự phát triển của ung thư da. Sữa chua. Sữa chua, đặc biệt là sữa chua ít chất béo, là những thực phẩm giúp cho làn da khỏe mạnh, nhất là trong thời điểm thời tiết nóng bức. Sữa chua có khả năng cải thiện sự phát triển của vi khuẩn tốt trong cơ thể. Điều này giúp cơ thể chúng ta có khả năng chống lại các tác nhân gây ung thư da. Sô-cô-la đen. Những nghiên cứu cho thấy rằng sô-cô-la đen không chỉ bảo vệ tim và các mạch máu mà còn bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, với sô-cô-la đen chất lượng cao, hàm lượng flavonoid, một chất chống oxy hóa mạnh vô cùng phong phú, được ca ngợi là một siêu phẩm cho làn da. Sô-cô-la đen còn chứa rất nhiều axit béo không bão hòa, thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào da, giúp làn da khỏe mạnh, chống lại được các bức xạ của tia cực tím, nên bạn giảm tải được nỗi lo bị ung thư da, da đồi mồi, nhăn nheo. Hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ cần bôi kem chống nắng mùa hè, nhưng nên nhớ rằng những tia cực tím luôn tồn tại trước bất cứ thời tiết nào. Dù nắng hay mưa, dù lạnh hay nóng và cả khi râm mát,
Vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên bôi kem chống nắng trước khi ra đường, bạn nên có bí quyết bảo vệ da lâu dài trước những tác hại của tia cực tím bằng cách bổ sung những loại thực phẩm có tác dụng chống nắng tuyệt vời. Chúc bạn luôn có làn da căng bóng, khỏe mạnh nhé!